Hi, chào mọi người. Thì hiện tại mình mới nhận được thông tin từ bạn gái mình đó, là hiện tại ở trong xóm trọ bạn gái mình nó có một cái thằng biến thái. Nó từ khoảng 3 tới 4 giờ sáng là nó bắt đầu nó tới cửa phòng của bạn gái mình. Xong rồi bắt đầu nó kêu là Thuật ơi, Thuật ơi. Nó kiểu làm phiền, nó quấy rối á. Thì bạn gái mình nói là cái chuyện này nó xảy ra được 2-3 ngày rồi. Thì bạn gái mình mới kể à. Thì mình mới nhận thông tin thì mình nói là hôm qua là mình tính là chạy lên chỗ bạn gái mình ở để coi là lúc 2 giờ sáng để coi thằng nào có làm chuyện này. Thì bạn gái mình nói là thôi chắc nó quậy mấy ngày thôi. Thì hôm qua là mình nói là giả sử mà nó có tới lại á thì lấy nó có kêu là thuộc ơi á, lấy cái giáp á chọi mạnh vô cửa vô ngay cái rầm quá. Xong rồi mở đèn lên để cho hàng xóm xung quanh người ta nghe, người ta chạy ra người ta coi. Thì hôm qua là thằng nó lại xuất hiện tiếp. Thì nó kêu Thuật ơi, nó cứ kêu nhẹ 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 làm quấy rối giấc ngủ người ta. Thì bạn gái mình cũng nghe theo lời mình là cho cái rầm một cái. Xong rồi có một cái chú hàng xóm ở nhà cái bên nó mở cửa ra coi thì thấy một cái bóng một con thằng thanh niên nó chạy. Thì mình đặt ra nghi vấn là cái chuyện này chắc là trong xóm thôi, chỉ có trong xóm nó biết tên, với lại nó chạy lẹ như vậy. Chạy lẹ như vậy thì bạn gái mình thấy cái bóng qua cái khe cửa thì là một của một thằng con trai. Thì mình quyết định là ngày mai lúc 2 giờ rưỡi sáng mình sẽ lên phòng trọ của bạn gái mình và mình canh coi thử thằng nào là nó làm cái chuyện này, rồi mình phải xử lý cái chuyện này, không để cho nó tái diễn nữa. Những cái thằng mà biến thái như vậy là phải xử lý nó, không thể nào mà để cái tình trạng này nó diễn ra lộng hành như vậy được. Ok, mai mình bắt đầu mình sẽ quay video lại cho mấy bạn coi nha. Bây giờ mình đã tới nhà bạn gái của mình rồi. Và bây giờ mình sẽ đứng đợi ở đây để coi là tí nó có ai xuất hiện và đứng gõ cửa phòng bạn gái của mình không. Thì mình sẽ chạy ra nha. Gần 3 giờ sáng nên mọi người chưa ai dậy hết mấy bạn. Mình đang đứng đây mình coi và thử là có thằng nào nó ra không.
Bây giờ là 3:30 sáng nữa là vẫn chưa thấy ai ra. Không biết này nó có biết trước hay không nữa lúc. Hiện tại là tụi mình đang đợi khoảng được 4 giờ sáng rồi. Thì hiện tại là mình hôm nay mình không biết là này nó biết trước hay sao á, mà mình không thấy nó không có ai gõ cửa hết. Thì mình với anh Thành là chờ ở đây từ lúc 2:30 sáng rồi. Thì ở đây là mình thấy lúc mà từ lúc mà mình chờ tới giờ thì nó có 3 người. Thấy được 3 người. Thứ nhất là hai ông giao đá thì mình thấy cũng khả nghi, tại cái giờ này tự nhiên ông xuất hiện rồi ông chạy lên xong ông quành lại xong cứ nhìn vô xóm chợ này thì có hai ông giao đá. Thứ hai là một thằng thanh niên nó mới chạy ra ở trong dãy trọ giờ ở cuối phòng, sao mình thấy dắt xe ra từ cuối phòng thì mình thấy được ba người này xuất hiện trong cái khung giờ là từ 3 tới 4 giờ. Thì hồi nãy là tụi mình vô thì có tiếng chó sủa, nhưng mà mình dừng xe rất là xa rồi mình dắt vô thôi chứ mình không có chạy thẳng vô. Thì cái dãy trọ này mà nó thẳng như vậy mà nó không có cái khe hở, cái đường ra ở kia thì mình nghĩ là cái người ngoài mà nó vô thì nó sẽ chạy ra thì nó hơi bị về xa đúng không, thì nó sẽ mình thì mình nghĩ là ở trong để chọn. Thì hôm nay nó không có xuất hiện thì ngày mai mình chạy lên đây khoảng 4 giờ vậy đó, nó chạy lên coi thì nó có ghé vô làm luôn. Khoảng một ngày là tuần khoảng qua khoảng 2 lần để coi này sao. Thấy là đập nó liền. Cho biết mặt. Biến thái. Thì trong giờ qua khoảng giờ này rồi thì bạn gái mình nói là không nghe tiếng gì hết thì chắc là giờ tụi mình về, mình đi
thấy như vậy thì ok rồi. Sao? Nhưng mà nếu mà ngày mai mình lên mình thấy những cái nhân vật khả nghi mà xuất hiện trong cái khung giờ này ngày hôm nay nữa thì chắc mình kết luận sau nha. Ok.